Ngôi biệt thự muốn đẹp thì rất là nhiều yếu tố, trong đó có cái sử dụng cái vật liệu để lát sân. Ngày hôm nay Hùng muốn chia sẻ một cái bí quyết dành cho những ngôi biệt thự đang quá trình xây nhà năm 2023 và những năm sắp tới. Thế thì đa phần ấy thì các bác làm nhà thì thường hay để ý cái phần nội thất hoặc ngoại thất của cái công trình. Nhưng mà cái phần phía đằng sân vườn cũng là một cái yếu tố đòi hỏi cần phải có lựa chọn cái vật liệu lát sân. Làm sao cho nó vừa bền vững theo thời gian cũng như là đẹp, làm cho một cái hình nền cho ngôi biệt thự. Đây thì một ngôi biệt thự đã sơn hoàn thiện màu trắng và đang trong quá trình là hoàn thiện để về nhà mới. Hùng muốn nói đến đó là cái đá tự nhiên để lát sân. Trước đây thì cái gạch đỏ được sử dụng cho ngôi biệt thự hoặc là nhà vườn có khoảng không rất là sân rất là rộng. Nhưng mà giờ đây thì cái gạch đỏ quá nhiều yếu tố không hợp lý và nhiều nhược điểm, thì đá tự nhiên lát sân là một trong cái vật liệu để các bác tham khảo cho cái sân nhà mình, làm sao cho cái sân biệt thự của mình đẹp sang trọng hơn, ngôi biệt thự cũng sẽ nổi bật hơn. Và đặc biệt là những cái ngôi lâu đài thành thắng và những cái ngôi biệt thự lớn cũng đều sử dụng cái vật liệu lát sân bằng đá tự nhiên này. Và ưu điểm của đá tự nhiên lát sân này là độ bền cao, màu sắc rất là đẹp và làm cho không gian sang trọng hơn. Và đây là hình ảnh mà sau khi mà được rửa sân, tức là hoàn thiện sân và tưới nước lên thì màu sắc trông rất là đẹp. Một lần nữa chúng ta sẽ nhìn cái ngôi biệt thự này được lát bằng đá lát sân. Và đây mới chỉ hoàn thành được khoảng 70% cái công đoạn về sân thôi. Sau này Hùng sẽ chia sẻ các bạn về cái sau khi hoàn thiện xong. Bác đánh giá cái đá lát sân tự nhiên này so với gạch đỏ hoặc gạch lát sân vườn thấy thế nào? Bác hãy cho ra cái ý kiến bên phía dưới bình luận nhé. Hãy sử dụng cái đá lát sân cho ngôi biệt thự và nhà vườn của mình nhé.